Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 31 chiếc máy bay không người lái của Ukraine trên các khu vực biên giới Gorod, Bryansk và Kursk trong đêm. Bên cạnh đó, một máy bay của không quân Nga đã ngăn chặn nỗ lực của lực lượng biệt kích Ukraine nhằm xâm nhập bán đảo Crimea trên một chiếc thuyền cao tốc quân sự và ba ván trượt phản lực đang hướng tới mũi Takhankut, điểm cực tây của bán đảo. Ngoài ra, lực lượng phòng không của nước này đã phá hủy một tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine gần bán đảo Crimea.